Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Hôm nay video clip này thì mình vẫn là một video clip test chất âm của một cái dòng thương hiệu bộ dàn karaoke đến từ JBL. Nhưng mà thay đổi một xíu, bộ loa lần này mình sẽ sử dụng là Bassan 12, khác với trước đó là MK12. Ok, thì với cái cặp loa này Bass 30 thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng trong những không gian phòng từ 25 đến 30 mét vuông mà chúng ta cũng không cần phải sử dụng súp. Bởi vì cặp loa này khả năng bù súp rất là tốt. Nếu như mọi người muốn lắp ở những không gian nhỏ hơn, khoảng tầm 20 đến 15 mét vuông thì chúng ta xài Bassan 10 hoặc là Bassan 8 là được rồi, tùy theo nhu cầu của mọi người. Và thiết bị phối ghép với cặp loa này mình sẽ sử dụng là ZA450, một dòng thương hiệu của Baramax. Thì với thiết bị này thì chúng ta sẽ tích hợp là gồm vang số, gồm micro, rồi gồm cục đẩy trong cùng một cái thiết bị, thì chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng, đặt cũng không có chiếm quá nhiều diện tích sử dụng. Và đặc biệt hơn thì cái sản phẩm này nó còn bảo hành cho chúng ta đến tận 3 năm an tâm sử dụng. Ok, bây giờ mình sẽ test thử chất âm của bộ dàn karaoke này nha. Gồm cửa trái tim và em được vào, dù tình xót đau chung khắp nguyện đau, ngủ vùi với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao. Anh bằng ngóng tim em mở cửa, cầm từ một trái tim đã thuộc về người khác, chỉ vì anh yêu và vui buồn vô cớ, anh không bao giờ có quyền nói hết những gì. Để giữ chân ai đừng vội đi, vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, nên không bao giờ em được biết hãy đi đi về với người em yêu đi. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình vừa test thử chất âm của bộ dàn karaoke JBL Bassan 12. Thì bộ dàn karaoke này sẽ nhỉnh hơn so với bộ trước đó của MK12. Bộ này thì giá khoảng tầm 27 triệu cho một cái cấu hình như thế này. Hàng thì sẵn tại showroom, thì mọi người có thể đến showroom 779 Trần Đạo, phường 1, quận 5 để trải nghiệm. Video clip của mình đã là hết rồi. Nếu mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm like, share, subscribe cho kênh Thiên Vũ nha. Bye bye mọi người.